À, đầu tiên đây là một cái dĩa topping nấm này. Đó, có rất là nhiều nấm quý vị các bạn ha. À, trang trí rất là đẹp mắt luôn. Không thua gì nhà hàng 5 sao quý vị các bạn. À, ở đây là ngoài là nấm kim châm và nấm bào ngư này. Đó. Trong có nấm đùi gà nữa này, bắp này. Đó, trang trí rất là đẹp mắt nha quý vị các bạn. Rồi, một cái mẹt miến. Bún bún gạo miến này. Rồi cái này là miến ha, có cả bún nữa. À, bên dưới kia có bún nữa này. Rồi à, đây thêm một cái mẹt nấm nữa này. Đó, rồi một dĩa kỳ lá này, mì gói ha. Rồi bên này salad này. Bây giờ bếp đang đổ bánh xèo miễn phí cho bà con nha quý vị các bạn. Hôm nay là ngày khai trương cho nên là bếp phục vụ miễn phí bánh xèo. Đó, phun chảo luôn quý vị. Đó, quý vị nghe tiếng nó xèo xèo đã chưa? Dạ. Bắt đầu nó chốc rồi ha. Dạ. Bốn cái luôn cô ha. Rồi, bốn cái bánh xèo cho bà luôn, cho cô luôn. Ở kế bên đây nè. À, kế bên luôn cô ha. Kế bên nè, Dạ. À, dạ. nhà thật cái con đó. Dạ. Xuất phát xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng ngày hôm nay nha. Sáng ngày hôm nay thì sau khi mà quay những cái hoàn cảnh khó khăn cho kênh gia đình Minh Khôi xong thì Xuân Mắt cũng tranh thủ thời gian chạy qua bên Bình Dương để chia sẻ gửi đến quý vị các bạn một quán chay, một địa điểm đang phát bánh xèo chay miễn phí không đồng cho bà con bên Thuận An, Bình Dương. Hiện tại thì Xuân Mắt đang có mặt ở rất là gần với khu vực cầu ngang nơi mà đợt trước Xuân Mắt quay chia sẻ với quý vị bạn về lễ hội trái cây đó. Và đây là cái con đường Hưng Định 31 nha quý vị các bạn nha. Đó, con đường này phải nói là rất là rộng rãi và rất là lớn luôn, có cả vỉa hè luôn này quý vị các bạn. Không khí rất là mát mẻ. Xuân Mắt đang di chuyển qua bên quán buffet lẩu Thiện Tâm 2. Quán buffet lẩu Thiện Tâm 2 ở đây á, là quán của chị Phương bên khu vực Đồng Nai mà Số Mắc cũng đã quay 2-3 tập chia sẻ với quý vị các bạn rồi. Một quán buffet chay, phải nói là những cái món chay chế biến là rất là hấp dẫn và khách rất là đông luôn quý vị các bạn. Thì Số Mắc được biết là chị cũng mới mở chi nhánh 2 ở đây, đó là quán Thiện Tâm 2 buffet lẩu chay. Và đặc biệt là ngày hôm nay quán phục vụ bánh xèo chay miễn phí không đồng cho bà con. Cho nên là Số Mắc cũng đang rất là háo hức muốn di chuyển luôn qua bên quán chay Thiện Tâm để chia sẻ bánh xèo chay với quý vị khán giả và món lẩu chay ngày hôm nay quán phục vụ buffet lẩu chay là món lẩu gì, topping ra sao, hấp dẫn như thế nào. Thì ngay bây giờ Số Mắc mời quý vị và các bạn cùng với kênh trải nghiệm và khám phá quán chay mới ở đây nhé. Rồi để Số Mắc quay ngược camera lại nè. Con đường này rất là rộng rãi nha quý vị các bạn nha. Đó. Cái vỉa hè đây đứng gió mát cực kỳ luôn quý vị ơi. Rồi Số Mắc di chuyển qua bên kia nha. Ở phía đằng xa xa mấy cái nhà bên này đã là quán chay Thiện Tâm 2 rồi. Bây giờ Số Mắc sẽ di chuyển qua bên đó và quay địa chỉ cũng như là khung cảnh phía trước này, toàn bộ cái khu vực cho quý vị các bạn định hình nha. Mặt tiền quán nữa quý vị. Rồi vài bước chân nữa thôi là mình đã tới quán buffet lẩu chay Thiện Tâm 2 rồi nha quý vị các bạn nha. Đó. Ở đây đối diện là có cái ủy ban của ủy ban quân sự đó của Thuận An Bình Dương quý vị các bạn nha. Bên này do là cơ quan nhà nước cho nên số mắt không tiện quay nha. Rồi. Đó, xa bên này là quán buffet lẩu chay Thiện Tâm 2. Địa chỉ ở đây là số 281 đường Hưng Định 31, phường Hưng Định, Thuận An, Bình Dương nha quý vị nha. Đấy, đây là mặt tiền phía trước của quán này. Rồi, ở trên này có một cái bảng tưng bừng khai trương nha. Buffet lẩu chay Thiện Tâm 2. Đó, phục vụ bánh xèo không đồng, miễn phí.
gió qua nó bay không biết quý vị các bạn thấy không. À, cái mặt tiền quán ở đây rất là rộng rãi quý vị các bạn ha. Rồi bây giờ mình di chuyển vào trong để khám phá nha. Mình thấy thì các anh đang đổ bánh xèo phát cho bà con vừa mới tới nhận về quý vị. Rồi bây giờ mình vô mình xem đổ bánh xèo nha quý vị các bạn nha. Đó, một cái hệ thống chảo xoay. Đây là một quán chay vừa mới khai trương ở tại Thuận An, Bình Dương quý vị ha. Bây giờ bếp đang đổ bánh xèo miễn phí cho bà con nha quý vị các bạn. Hôm nay là ngày khai trương cho nên là bếp phục vụ miễn phí bánh xèo. Đó, phun chảo luôn quý vị. Đó, thơm quá. Hấp dẫn ha quý vị ha. Đây, xuống quay topping này. À, quán chay ở đây cũng là quán chay của một chị gái mình đã quay ở dưới Đồng Nai chia sẻ với quý vị các bạn, quán buffet chay Thiện Tâm quý vị các bạn. Quán của chị Phương đó. Thì hôm nay là ngày khai trương chị nhắn ở đây nha quý vị ha. Đó, topping quá trời topping luôn. Nấm kim châm này, bắp này. Rồi hành tây này. Quá. Thơm quá. Cái nào được là mình vô hộp luôn anh ha. Dạ. Sáng giờ bà con tới nhận bánh xèo nhiều chưa anh? Cũng 4-5 người lại nhận. À dạ. Bây giờ mình mới bắt đầu đổ cái khác. Dạ. Rồi, mấy cái này được rồi nè quý vị. Giòn rụm luôn. Cái nào mà nó cũng giòn hết. Dạ, yeah, quá thơm. Cái này ngoài bánh xèo ra mình có buffet lẩu nữa anh ha. À, coi như đầy đủ luôn. Thơm quá. À, cái khu vực quán chay ở đây nó rất là gần với vị trí cầu ngang nha quý vị các bạn nha. Nơi mà đợt trước Sumac cũng quay cái lễ hội trái cây đó. À, chia sẻ với quý vị các bạn đó. Thì khu vực quán chay ở đây rất là gần với vị trí cầu ngang. Đổ ra cái nào là vào hộp cho bà con nha quý vị ạ. Chiếu bà con tới là phát thôi.
lấy bánh xèo cô ơi. Bánh xèo chay cô ơi. Bánh xèo phát miễn phí cô ơi. Bánh miễn phí luôn. Dạ cô mua mấy cái ạ? Ba cái luôn hả chị? Để coi chị lấy cái phần bánh xèo cho cô nè. Đó. Xoài gì ha? Rồi rau xoài. Đó, cải. Quá trời rau luôn quý vị. Rồi, xong mắt quay sơ qua cái vị trí quầy rau cho quý vị các bạn xem nha. Đó, mấy cái rau này là rau đặc trưng khi mà ăn bánh xèo ha. Dạ, yeah, con chào cô. Dạ, có ai làm cô chỉ lại cô đó. Rồi, rau này. Đó. À, có cả lá lốt nữa nha quý vị nha. Đó. Lá lốt quá trời luôn. Đó, rau quế này, kinh giới này, rồi xoài này, đó, các loại rau thơm bên này nữa này, tía tô này, đó, đầy đủ ha. Anh nói lấy mấy phần chị? Dạ, anh không thấy. À. Rồi, cho anh đổ tí nha. Cứ hết một vòng là đổ một lần anh ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái này nữa. Có bên nhìn đã quá quý vị ha. Như ngày mai là bếp quán mình mở cửa từ mấy giờ anh? Cũng giống bên kia hay sao ta? Cũng đâu giống bên kia. À giống bên kia luôn. Sáng thì cũng có ăn sáng bún mắm bún quế bún thái. Dạ. Bún phở rồi. Mở cửa giống như bên quán Thiện Tâm ở Đồng Nai ha. Dạ, dạ, đúng bánh xèo miễn phí anh ơi. Thiếu con loa. Đó, quý vị nghe tiếng nó xèo xèo đã chưa? Dạ. Nó bắt đầu nó chóc rồi ha. Dạ. Bốn cái luôn cô ha. Rồi, bốn cái bánh xèo cho bà luôn.
cho cô luôn. Ở kế bên đây nè. À kế bên luôn cô ha. Kế bên nè, dạ. À dạ. Nhà thật cái con đó. Dạ. Dạ, nay phục vụ miễn phí, cô về kêu bà con hàng xóm tới nha. Dạ. Dạ. Anh bao nhiêu cái bánh xèo anh? Hai cái hả? À, mới thấy anh đi ngang qua kêu anh vô. Dạ con chào cô. Một cái đổ cũng nhanh lên ha. Dạ, nhanh á. Mình lên lửa lẹ lắm. Dạ. Chưa có người á, mình đổ từ từ thôi. Ờ. Chưa có người đổ lẹ. Xíu bà con tới đông là mình đổ tốc độ hơn ha. Đổ này mới nửa công sức thôi á. Nửa công sức. À, cái này lấy được rồi. Dạ, chào anh. Thơm quá. Em quay cái coi. Thơm quá. Rồi. Nhanh nhanh cháy. À. Rồi, một cái xong. Cái bớt nữa là con vừa lấy là bớt nữa. Cái nào lấy là bớt nữa. Cái này đi. Đúng rồi đó, con nhìn cái nào. Bà con tới lấy lần 15 cái luôn anh hả? Dạ. Dạ. Có em ơi. Vô lấy bánh xèo em ơi. Rồi 5 cái có không? Có luôn. Rồi, bánh xèo nóng hổi mới ra lò luôn. Quá đã. Uống cái một cái nữa. Hồi đó bụng anh Hải ơi. Thơm quá, đói bụng luôn. Làm cái lấy sức. Làm cái mới tiếp phụ người. Làm năng lượng vô phải không?
bánh xèo nữa quý vị các bạn, hai cái nha. Đó, ở đây thì hôm nay là ăn bánh xèo miễn phí hết nha. Đó, số mắc cũng ăn bánh xèo, hôm nay mình ăn bánh xèo thôi. Ngoài bánh xèo ra thì có lẩu nữa, nhưng mà lẩu thì chút xíu số mắc sẽ quay chia sẻ với quý vị các bạn. Hôm nay mình cũng không ăn lẩu luôn, mình chỉ chia sẻ cái quầy món thôi. Đó, mình chỉ ăn bánh xèo thôi. Lẩu thì để tập sau mình quay chi tiết hơn, mình chia sẻ rồi số mắc sẽ thưởng thức ha. Đây rau này, con alot này quý vị. Đó, mà lá rất là bự nha. Đó, quý vị thấy không? Rồi xoài ha, lá tía tô này, quá trời rau luôn quý vị. Đó, rau thơm ở dưới này, rau thơm ở bên dưới này. Đó, rau xà lách ha. Rồi nước mắm đây. Rồi đây là topping này. Wow, nó giòn rụm ha. Đó, topping này quá xả đã luôn. Này nó giòn này. Đó, nó giòn này. Rồi bây giờ số mắt sẽ cuốn nha. Đó, lá này quý vị. Rồi lá lốt này, đã không? Lá lốt cũng thơm lắm, quý vị ăn được lá lốt, ăn bánh xèo nó cũng ngon lắm quý vị ơi. Quá trời lá luôn ha. Rồi xoài ha. Số mắt thích ăn lá lốt á, mình ăn thêm một cái nữa, thơm hơn. Rồi lấy bánh xèo bỏ vô ha. Đó, giòn rụm luôn. Quá đã. Cuốn lại nha. Cái này kẹp vô đây ăn luôn. Chấm này. Đã không? Bánh xèo ăn mà rau nhiều mới ngon. Topping rất là nhiều. Đó, quý vị thấy topping không? Quá trời topping. Không biết nước. Wow, ngon quá. Làm cuốn nữa. Quá đã. Lá lốt, lá lốt. Quá ngon. Lá lốt quá thơm. Xoài này. Lâu giúp cá này. Giúp cá này ăn cũng ngon này quý vị. Giấp cá, bỏ cọng đi. Rồi ok, quá ngon. Rau quế, kinh giới. Rồi ăn giả chiến mà. À, wow, quên cuốn bự chà bá. Kẹp nó lại. À, mình lấy cái này mình kẹp nó lại nè quý vị. À, nó cứng nhắc à.
vị các bạn thân mến, như vậy là sáng giờ Smart chia sẻ đến quý vị các bạn là bánh xèo chay phục vụ miễn phí không đồng của quán chay Tiện Tâm 2 chi nhánh 2 bên Thuận An Bình Dương ha. Thì bây giờ Smart mời quý vị các bạn tham quan qua cái quầy live, quầy buffet lẩu một chút xíu nha. Topping lên rất là bắt mắt quý vị các bạn. Smart sẽ quay sơ chia sẻ với quý vị các bạn. Hôm nay thì mình ăn bánh xèo chay không đồng. Mình không có review chi tiết vào lẩu ha. Smart chỉ quay sơ chia sẻ với quý vị các bạn thôi. Tập sau quay trở lại thì mình sẽ quay chi tiết hơn, chia sẻ về buffet lẩu chay là như thế nào nha quý vị các bạn. Do là hôm nay mới khai trương á, quán cũng chưa có tươm tất đầy đủ tất cả mọi thứ, cho nên là Smart chỉ quay sơ qua những cái topping trên quầy live để chia sẻ với quý vị thôi. Đầu tiên đây là một cái dĩa topping nấm này. Đó, có rất là nhiều nấm quý vị các bạn ha. Trang trí rất là đẹp mắt luôn, không thua gì nhà hàng năm sao quý vị các bạn. Ở đây là ngoài là nấm kim châm và nấm bào ngư này, đó trong có nấm đùi gà nữa này, bắp này. Đó, trang trí rất là đẹp mắt nha quý vị các bạn. Rồi một cái mẹt miến, bún bún gạo miến này. Rồi cái này là miến ha, có cả bún nữa. Bên dưới kia có bún nữa này. Rồi đây thêm một cái mẹt nấm nữa này. Đó, rồi một dĩa kỳ lá này, mì gói ha. Rồi bên này salad này, cái dĩa nào cũng rất là đẹp mắt nha quý vị các bạn. Đã chưa, rau rất là nhiều ha. Rồi, rau má này, rau má với khóm ha. Rồi mình đi qua đây. Về cái quầy topping ở chi nhánh 2 ở đây thì Smart thấy cũng bắt mắt không kém gì với chi nhánh 1 ở bên Đồng Nai nha quý vị các bạn nha. Những cái dĩa đồ món lên nó rất là đẹp mắt và rất là bự. Rồi ở đây hoành thánh chiên này. Rồi bên này là chả giò ha quý vị ha. Đây mì gói này, đã chưa. Rồi ngó xuống đây nha. Wow. Đó. Bún này. Nguyên một cái mẹt lớn luôn quý vị các bạn ha. Mì tươi này. Rồi một dĩa rau lẩu này. Rau ở đây thì là rau thập cẩm, đặc biệt là có bắp chuối nữa này. Đó, có bắp chuối ha. Rồi đậu bắp này. Rau mặc hà này. Đó. Có cả kèo nèo này. Rồi cà chua bi này. Một cái mẹt khổng lồ luôn quý vị các bạn ha. Quá đã. Rồi. Qua bên đây. Bên này còn có rau nữa này. Đó, bông bí ha. Bắp non này. Rồi cải thảo này. Bông cải trắng, bông cải xanh. Bên này là đậu hũ non này. Quá trời luôn. Đặc biệt là có bông điên điển nữa nha quý vị các bạn nha. Rau má, bông điên điển. Topping thì hiện tại bếp vẫn đang lên thêm món nha quý vị các bạn. Do là hôm nay Smart không có review lẩu cho nên là mình chỉ quay sơ qua cái quầy topping hấp dẫn như thế nào và đặc sắc những cái topping ra sao để chia sẻ với quý vị các bạn thôi. Hẹn quý vị các bạn tập sau Smart sẽ quay trở lại để mình chia sẻ thêm về buffet lẩu. Và bây giờ Smart sẽ di chuyển qua bên bánh xèo chay không đồng, chia sẻ với quý vị các bạn một chút xíu nữa là mình sẽ kết thúc video ha. Quý vị khán giả gần xa thân mến, như vậy là ngày hôm nay Smart chia sẻ đến quý vị các bạn một quán chay mới vừa mới khai trương bên Thuận An Bình Dương, quán Thiện Tâm 2. Hôm nay thì nhân ngày khai trương đó, quán phục vụ bánh xèo chay miễn phí không đồng cho bà con ở bên khu Thuận An Bình Dương, bên khu vực Cầu Ngang. Thì cũng không biết là những ngày sau á, bếp có còn quán có còn phục vụ bánh xèo chay miễn phí hay không, thì để tập sau Smart quay trở lại chia sẻ chi tiết hơn về cái buffet lẩu chay của quán chay ở đây và những món chay khác chia sẻ với quý vị các bạn. Do là hôm nay ngày khai trương đó, quán cũng đông khách cho nên là và cũng lu bu, nó chưa tươm tất hoàn chỉnh mọi thứ đó quý vị các bạn, cho nên là Smart không có quay chi tiết quá nhiều. Hôm nay chủ yếu quay để chia sẻ với quý vị các bạn về bánh xèo phục vụ miễn phí không đồng.
Rồi, bây giờ thì Sumax xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo nha.